Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một trình để góp nhận 10 top căn có kèo là GCX cứ khoảng 497 đô các bạn. Thì theo thông tin của anh em thì chương trình này góp này nó sẽ cho mình chay trên sàn này là vào 4 tháng 4 năm 2021 các bạn. Thì để làm để kiếm thêm 4 top căn phi GCX này thì các bạn bấm vào complex EN các bạn. Rồi các bạn sell cái bài này rồi các bạn nhắn đường link vào profile Facebook của tất cả các bạn bấm submit nha các bạn, thì các bạn sẽ nhận được một token GLC. Twitter thì các bạn cũng follow nè, giờ request cho pinbot gửi được đường link, gửi lại cái link request thì các bạn sẽ nhận được một token GCS nữa nè các bạn, một token GCS khoảng 49 đô. Instagram thì các bạn gửi lại username các bạn. Rồi thì cái link ghép thì nhắc vào ba cho các bạn cùng nữa các bạn. Các bạn lấy link ghép phơ này các bạn mà lấy copy cái link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm top căn các bạn. Vậy video mình đây mình hướng dẫn các bạn ký các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn link mô tả video các bạn ký cái tài khoản nha. Thì đăng ký như thế này nè các bạn. Dòng đầu thì địa chỉ email, rồi dòng thứ hai các bạn xác nhận email, password xác nhận password, rồi bạn bấm vào create new account là xong nha các bạn. Tự động login luôn các bạn. Mình thấy dáng này không biết ăn được hay không nên các bạn bỏ 2-3 phút làm rồi bạn mai chiều lỡ ăn may sao các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.